Hello, Lan Anh đây. Ui cha, còn chưa tới 10 ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi. Lệ thực sự luôn. Cho nên là hôm nay Lan Anh làm rất là gấp cái chiếc video này để cho mọi người tranh thủ lựa chọn cái màu son cũng như là có một chút cảm hứng cho makeup lúc ngày Tết. Lan Anh luôn là một người thích áo dài truyền thống, là cổ cao nè, tay dài, tà dài và phải ôm vào body nữa. Mắt nâu và môi đỏ và bộ tóc dài xoăn nhẹ. Cái hình ảnh này là cái hình ảnh mà Lan Anh sẽ cảm thấy là tự tin nhất của mình. Makeup lúc ngày hôm nay thì đơn giản thôi. Lan Anh sẽ sử dụng cushion mỏng nhẹ, concealer để che khuyết điểm. Nhưng mà dạo này Lan Anh thấy quầng thâm của Lan Anh nó tệ quá rồi, cho nên Lan Anh thấy che cũng không nổi rồi đâu. Lan Anh sẽ làm một cái lông mày lá liễu như các mẹ hồi xưa. Trời ơi, vẽ cái lông mày này hết 15 phút muốn xỉu lên, xỉu xuống, xỉu ngang, xỉu dọc. Nói chung là khó. Và tạo khối trong makeup lúc này thì cần chặt chém một chút xíu mới góc cạnh và kiểu nhìn mình xưa, nhìn mình retro đó mọi người. Mắt thì đơn giản thôi, Lan Anh sử dụng các màu nâu trung tính để nhấn mắt sâu hơn ở dưới phần đuôi mắt thôi. Bản mắt Lan Anh dùng của Urban Decay. Lan Anh sẽ để tất cả các link của các sản phẩm makeup ở dưới phần mô tả nha. Để nói về ngày Tết thì Lan Anh thật sự thích hình ảnh các cô gái, các chàng trai rải bước dạo phố trong tà áo dài, nhìn rất là đẹp và nên thơ. Năm nay thì Lan Anh đã bước qua tuổi 26 rồi, cho nên Lan Anh cảm thấy mình thích phong cách makeup đằm thắm một chút, có gì đó sắc sảo, mặn mà và đầy trải nghiệm. Tuy phong cách trang điểm này sẽ hơi đứng so với các bạn 19, 22 tuổi, nhưng mà Lan Anh thấy mình đẹp nhất khi mà mình tự tin nhất. Cho nên các bạn cứ thử xem sao, bởi vì Lan Anh cũng đã làm tới 4 cái makeup look rồi. Chính cái son ngày hôm nay Lan Anh chọn cho mọi người là những sắc đỏ, có một chút cam, có một chút nâu trầm. Vì Lan Anh thấy là bản thân của mình không hợp với màu đỏ tươi hoặc là màu đỏ hồng cho lắm. Thì dù gì đây cũng là những màu sắc mà mình sẽ diện vào ngày Tết. Cho nên mình hãy chọn những cây son nào mà mình thấy tự tin, mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy mình đẹp nhất khi diện những màu son này là ok nha. Chính cây son ngày hôm nay Lan Anh chọn có mức giá trải dài từ 100.000 đến 1.000.000 đồng, cho mọi người dễ có sự lựa chọn hơn. Tại sao Lan chọn 9 cây thì Lan không biết có nên chia sẻ mọi người hay không, mà để Lan Anh nói nhanh nha. Tại vì Lan thích số 9 đó là lúc Lan coi phim yêu tinh đó, phim Goblin đó, thì thần chết đã nói số 9 là một con số hoàn hảo trước khi bước qua số 10, là số 9, số 19, số 29 bla. Mà khi mà Lan chơi đánh bài Lan nói 9 đúng hơn, 9 đúng là bài cào, là gom số đó mọi người. Thôi nó nhiều quá rồi, mình sẽ bắt đầu vào phần swatch sau luôn nha. Đầu tiên là Romaine. Lan Anh chọn màu số 9 thuộc bộ sưu tập Handbook mới nhất. Đây là màu đỏ đất có ít cam, nhiều đỏ và hợp với tất cả mọi tông da. Và đặc biệt không làm xỉn men răng. Đánh lòng môi hay full môi gì cũng rất là xinh. Son bám màu tầm 4 đến 6 tiếng tùy sinh hoạt của mình. Và son sẽ trôi gần hết nếu ăn một bữa no nê. Son thì Lan thấy có làm se môi, khô môi nhẹ. Nếu mà da môi của mọi người thuộc dạng khô quá thì nó sẽ hơi se lại một chút xíu. Và Lan thấy thì son không để lại tin ở trên môi. Tuy nhiên thì phải tẩy da chết kỹ khi mà đánh cây này ngang. Thứ hai là Merzy. Lan Anh chọn màu V17 thuộc bộ sưu tập Red. Và đây là chất son Velvet Tint. Đây là cây duy nhất để lại stain màu ở trong 9 cây của video lần này. V17 có màu đỏ nâu thiên đỏ, có một chút ánh cam, cho nên sẽ hơi xỉn men răng nhẹ. Đối với chất son này thì mình cần phải tẩy trang kỹ và tẩy da chết kỹ thì đánh son lên mới đẹp. Finish của son này sẽ bóng nhẹ và sau 1 đến 2 tiếng sẽ lì lợi hoàn toàn và có thể sẽ gây khô môi đó nha. Son sẽ bay màu khi ăn no. Nói chung thì mình cứ cầm son theo để touch up là Lan Anh thấy đẹp nhất. Theo sở thích của Lan Anh thì đối với các loại son đỏ thì mình nên có trang điểm nhẹ nhẹ như là một lớp nền, có eyeliner và mascara, chứ không nên để mặt mộc khi mình đánh son đỏ nghe. Tiếp theo là Innisfree. Ấn tượng của Lan Anh đối với cây này là cái mùi son sáng nó rõ ơi là rõ luôn, nhưng mà màu đẹp và lên rất là chuẩn, chỉ từ một lần quệt đầu tiên. Chất son lì có dưỡng nhẹ cùng với màu đỏ nâu, có hint nâu hơi nhiều, cho nên là cái son này sẽ dành cho những bạn nào mà thích đôi môi đậm đà và mặn mà một chút. Nếu mà mình mặc áo dài nhẹ nhàng á mà đánh cây son này thì Lan thấy nó hơi mặn.
cho nên là mình diện bộ nào cá tính một chút nha. Sau này giữ màu tầm 3 đến 4 tiếng, không có stain màu trên môi và không làm khô miệng và không có làm cho môi mình bị khô, và sau sẽ dây dính ra ly nước hoặc là ống hút. Ủa mà hình như Lan Anh thấy cây nào Lan Squat ngày hôm nay cũng bị dây dính ra hết trơn á, cho nên cũng không có gì đâu, tại vì Lan Anh luôn thêm theo son để touch up thôi mọi người. Rồi mình sẽ qua cái thương hiệu có giá tầm trung một chút nha. Đầu tiên phải nhắc đến một chiếc son cơ bản mà mọi cô gái đang tin ai cũng biết, đó chính là son matte. Một cây son matte huyền thoại, và màu chili cũng là một huyền thoại luôn. Đây là màu son Lan hay diện đi event vì độ bắt hình của em nó. Màu đỏ cam nâu được pha trộn rất là chuẩn. Và nếu các bạn xem video này xong mà phân vân không biết nên rước em nào về thì nên rước em này ngay. Son có độ dưỡng nhẹ chứ không quá lì, giữ màu được 4 đến 5 tiếng mà không làm khô môi, có làm xỉn men răng nhẹ nha. Màu này thì không hợp để mặt mộc, cho nên nếu có make up như eyeliner và mascara là chuẩn luôn. Cùng nhà mát thì Lan có chọn thêm một cây chất son khác, đó chính là Powder Kiss Liquid Lip Color màu Devoted to Chili. Chất son này Lan thấy khá là hay nếu mà các bạn thích đánh son lòng môi và tan mờ ở viền môi. Tuy nhiên nhược điểm là son này sẽ đọng lại ở rãnh môi và vẩy da chết nếu mình không tẩy da chết kỹ nha. Đây là màu đỏ đậm dark red và có hint nâu tí tẹo, và nó sẽ hợp với mọi tông da luôn. Giữ màu thì được tầm 4 đến 5 tiếng và sẽ trôi khi ăn. Nhưng mà công nhận màu này lên môi rất là hợp với make up look và bộ áo dài ngày hôm nay đúng không? Tiếp theo là một cây son limited edition dành riêng cho Tết đến từ nhà Shu Umura. Đây là chất son mà Lan thấy rất là đẹp, rất là thích của nhà Shu, và Lan Anh có màu BR786 ở trên môi. Màu này thì như cây son Innisfree vậy á, nó đậm và nó mặn dễ sợ luôn, cho nên là Lan thấy là nó hơi cá tính so với mình. Cái này thì nếu mà Lan diện bộ suit đen á mà đánh cái son này là ba chép một chép luôn. Cái này thì giữ màu được tầm 4 đến 5 tiếng thôi, và nó có dưỡng nhiều cho nên nó sẽ bay màu nhanh thôi nha. Và nó không mùi, không vị, Lan ưng. Tiếp theo phải đến với nhà son mà Lan luôn yêu thích, YSL. Đây là dòng Tattooage Control Velvet Cream. Nó có chất son hơi lì một chút và nó không stain màu. Nhưng mà đây là một cái chất son Lan thấy hợp với những bạn nào có đôi môi bị khô. Và đây là màu đỏ cam chuẩn nhất mà Lan muốn diện cho Tết này, bởi vì cái độ tươi và cái độ đầm nhất định của nó làm cho Lan rất là thích. Và màu 211 cũng là màu best seller của dòng son này đó mọi người. Son này thì nó giữ màu cũng hơi yếu, tầm 4 tiếng thôi à. Cùng nhà YSL thì Lan có cây The Slim. Màu này là màu mới luôn, màu 28 True Chili. Ui cha, hôm nay squat nhiều màu chili quá. Thì cái son này nó đậm hơn cái son hồi nãy một chút xíu, và nó lì hoàn toàn ở trên môi. Đây là một cây son có mùi hoa hồng, cho nên là bạn nào mà hơi dị ứng với lại mùi hương á, thì Lan Anh nghĩ là những cái mùi của nhà YSL sẽ làm cho các bạn hơi nhức đầu một chút. Hai cái màu nhà YSL là tươi nhất ở trong bộ sưu tập 9 cây son lần này. Đó, dành cho mọi người có thể nhiều sự lựa chọn. Màu này Lan Anh thấy diện lên nhìn chảnh dễ sợ luôn á, nhưng mà chặt dễ sợ luôn đúng không mọi người? Và cuối cùng là Chanel Rouge A Lilac màu 74. Màu Lan Anh siêu thích luôn. Đây là màu mà không có hint cam duy nhất trong video này. Nó sẽ là kiểu thuộc màu đỏ mận và hơi rượu một chút. Nó sẽ hợp với những bạn nào mà kiểu cá tính mạnh. Và Lan thích đánh cái màu này lòng môi hơn. Đánh full môi thì nó lại cá tính quá với Lan Anh rồi. Lan là một cô gái nhẹ nhàng mà mọi người. Cái son này thì là chất son bóng và giữ màu thì được tầm 5 đến 6 tiếng ngang. Các bạn nếu mà có budget thì mình mua son high end, còn nếu không thì mình mua son drugstore thôi, cũng không có gì hết. Lan Anh rất là yêu chính cây son này, và chúc mọi người ăn Tết thật là vui và thật là đẹp, và có những bức hình thật là xinh nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye. Mwah.